Chứng kể lại sự bất thường của kẻ sát hại người tình, rồi hỏa thiêu ở Đắk Nông. Sợ bị bán, 18 người trốn khỏi casino Campuchia. Khởi tố nhóm đối tượng mua bán các bé gái đưa vào quán karaoke. Siêu bão Noru mạnh lên, người Philippines vội vã sơ tán. Thủ tướng yêu cầu hoãn các cuộc họp không cấp bách, tập trung ứng phó khẩn cấp bão Noru. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, vừa qua vụ việc sát hại người tình rồi hỏa tiêu phi tan đã khiến cả thôn nhỏ chấn động bởi sự việc chỉ có thể xảy ra trên phim lại xuất hiện ngay bên cạnh. Nhớ lại giây phút phát hiện vụ việc, nhân chứng đã bàn hoàng hoảng hốt. Liên quan đến vụ bà BTL, 43 tuổi, trú thôn Đắc Rờ Mò, xã Đắc Nờ Rung, Đắc Sông, Đắc Nông, bị sát hại, Ông lờ quy lờ người phát hiện những bất thường, báo cáo cơ quan công an vẫn bị ám ảnh, dù sự việc xảy ra đã hơn một tháng. Ông này nói, tôi cứ nghĩ sự việc chỉ có trên phim, không ngờ lại xuất hiện ngay nơi mình sinh sống. Theo nhân chứng, đối tượng Trần Văn Hiệp, 46 tuổi, trú cùng thôn Đắc Rờ Mò, nghi phạm trong vụ án, đã có vợ hai con lớn. Hiệp rất nóng tính, nhiều lần thường cắn chân hạ cắn tay với vợ và con. Gần hai năm nay, vợ chồng Hiệp không ở với nhau. Người vợ về nhà mẹ ở thôn Đắc Cô cùng xã Hiệp ở nhà trong rẫy, sống khá khép kín, chỉ hay giao tiếp với nạn nhân và một vài người hay làm rẫy cho ông. Nhà Hiệp cách nhà nạn nhân một quả đồi bị ngăn cách bởi con suối. Nạn nhân hay ghé nhà vợ chồng hàng xóm gần nhà. Tuy nhiên, bản đi thời gian, vợ chồng nhà này không thấy nạn nhân đến. Điện thoại không liên lạc được. Nghi có việc chẳng lành, vợ chồng người hàng xóm nói lại sự việc cho nhân chứng. Sau đó những người này gọi em gái sinh đôi của nạn nhân sống ở Gia Lai sang cùng đi tìm. Khoảng ngày 4 tháng 9, người thân và một số hàng xóm gồm 8 người đến nhà nạn nhân nhưng không có ai. Mở cửa nhà mọi người thấy xe máy điện thoại vẫn còn nguyên nên nghĩ rằng chủ nhà đi đâu đó gần đây. Nhân chứng nhớ lại, chúng tôi sang nhà ông hiệp dò hỏi, ông pha trà mời uống rồi bảo bà L được một người đàn ông đi xe máy màu xanh chở đi. Ông hiệp còn nói chính ông cho bà L 5 triệu đồng. Tuy nhiên khi em gái ruột của nạn nhân gọi điện cho người đàn ông theo mô tả của ông Hiệp, thì người này nói lâu rồi không sang Đắk Nông. Lúc này ông Hiệp toát mồ hôi, có biểu hiện bất thường, nhất là khi ông Hiệp thấy người em gái giống y chang bà lờ. Từ những bất thường trên cộng với linh cảm khi bước vào căn nhà của ông Hiệp nên tôi trình báo công an. Sau khi công an đến nhà làm việc với ông Hiệp nhân chứng cùng một người khác ra phía chuồng bò thì phát hiện đóng trò. Hai người đào lên thì phát hiện bàn tay xương người chưa cháy hết. Ông Hiệp được đưa lên trụ sở công an, ông L và hàng xóm sau đó đưa nạn nhân về nhà lo mai táng. Nhân chứng nói thêm, từ ngày bà L bị sát hại cho đến lúc phát hiện đúng 11 ngày. Sau khi sát hại nạn nhân vào khoảng 3 giờ chiều ngày 23 tháng 8, ông Hiệp uống thuốc nhưng không chết. Ông Hiệp đi nhờ người dân đưa sang phía nhà vợ để nói lời trăn trối. Sau đó, người dân đưa đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Nông. Khi lành bệnh, ông Hiệp trốn viện về hỏa thiêu. Gần đây những vụ sát hại nhân tình xảy ra khiến dư luận hết sức hoang mang lo lắng. Chỉ mở mắt ra thôi đã có những thông tin về những vụ án mạng đau lòng. Điều này khiến nhiều người trăn trở nhiều hơn về tình người và cả những mối quan hệ trong cuộc sống giữa người với người ngày nay. Sau những vụ việc người lao động Việt Nam trốn chạy khỏi casino Campuchia về nước, nhiều người lao động đã được cơ quan chức năng liên hệ chính quyền sở tại giải cứu. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều lao động đang làm việc tại các sòng bài Campuchia và khi có nguy cơ bị bán, họ tìm cách trốn khỏi casino để trở về. Theo thông tin, vào ngày 25 tháng 9, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, bộ đội biên phòng Tây Ninh vẫn đang xác minh nhân thân lai lịch của 18 người, gồm 16 nam và 2 nữ. Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 22 tháng 9, Tổ công tác đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mọc Bài tuần tra trên đoạn đường mòn gần khu vực Cột Mốc Quốc gia 163 thuộc ấp Long Phước, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu. Phát hiện các đối tượng trên mang theo hành lý vật dụng cá nhân. Họ đi bộ từ hướng Campuchia về Việt Nam. Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận cùng làm trong một công ty casino ở thành phố Nôm Campuchia gần đây nắm được thông tin casino nơi họ đang làm việc làm ăn thua lỗ sợ bị bán cho một công ty khác nên cả nhóm bàn nhau bỏ trốn sau đó họ đã trốn thoát và đón xe về gần khu vực cửa khẩu quốc tế mọc bài lợi dụng đêm tối các trường hợp này nhập cảnh trái phép về việt nam thì bị bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ miếng phô mai có sẵn chỉ có ở trên bảy chuột vì vậy chẳng có cái gì gọi là việc nhẹ lương cao ở nơi xứ người mà chờ đợi những người lao động nhẹ dạ cả tin là bẫy là cuộc sống như địa ngục và lặp lại bi kịch bị đầy đọa để lừa người Việt Nam. Bên cạnh những việc nhẹ lương cao lừa bán người lao động qua biên giới, thì một hiện tượng khác cũng đang nhức nhối và khiến dư luận phẫn nộ là việc buôn người, mua bán các bé gái đưa vào quán karaoke làm phục vụ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1975, trú ở Tuyên Quang, Trần Văn Cẩn, sinh năm 1971, trú ở huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc và Trần trường, trường Anh, sinh năm 1989, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc, để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Theo cơ quan công an, Nguyễn Thị Nhung làm nghề quản lý nuôi ăn ở nhân viên nữ phục vụ các quán hát karaoke trên địa bàn thành phố Tuyên Quang từ nhiều năm nay. Vào tháng 7 năm 2022, thông qua các mối quan hệ, Nhung tuyển 3 nhân viên là NTML 13 tuổi, NTB và BTTH đều 14 tuổi ở tỉnh Bắc Ninh, đến thành phố Tuyên Quang làm việc cho Nhung. Để có được các nhân viên này, Nhung đã chi trả hơn 20 triệu đồng cho các cơ sở karaoke nơi các nhân viên làm việc trước đó. Số tiền được tính là các khoản chi phí sinh hoạt hàng ngày và tiền xe taxi đưa đón. Các cháu phải làm việc ở các quán karaoke để trừ nợ, kể cả tiền khách bo cũng phải nộp lại cho Nhung. Do không chịu nổi áp lực nên cháu L đã bỏ trốn khiến Nhung phải thuê người đi tìm và sau đó yêu cầu L phải ghi nợ thêm 15 triệu đồng. Vào đầu tháng 8 năm 2022, thông qua các mối quan hệ, Trần Trường, Trường Anh biết việc ba cháu không muốn làm việc cho Nhung nữa nên đã liên hệ với Trần Văn Cẩn, chủ quán karaoke DJ Club ở Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. Cẩn đã chuyển cho anh số tiền 74 triệu đồng thanh toán cho Nhung để đón các nhân viên về làm việc cho quán karaoke của mình. Tại đây, Cẩn thông báo số tiền chuột đối với cháu L là 37 triệu, B là 22 triệu và H là 15 triệu đồng. Mỗi nhân viên cũng phải chịu thêm 2 triệu đồng tiền xe đưa đón. Số tiền này được Cẩn ghi sổ theo dõi. Đến giữa tháng 8 năm 2022, sau một thời gian đi tìm, Biết con gái bị lừa bán đang làm nhân viên tại quán karaoke DJ Club nên gia đình cháu L đã làm đơn trình báo gửi tới công an huyện Bình Xuyên. Ngay lập tức công an huyện Bình Xuyên tiến hành kiểm tra quán karaoke do Trần Văn Cẩn làm chủ, phát hiện có 9 nhân viên nữ. Mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình xuyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhung, Trần Văn Cẩn và Trần Trường Anh để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác để phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm này. Tuyên truyền đến người thân trong gia đình, bạn bè biết và cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi đối tượng nghi vấn phạm tội mua bán người. Vào sáng ngày 25 tháng 9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một cơ sở chuyên bán phụ tùng xe máy ở thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ tại tầng thượng cửa hàng phụ tùng xe máy ở địa chỉ số 73 đường Lê lợi, phường Phước Hội, thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận. Người dân sống gần khu vực cho biết thời điểm trên họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà chuyên bán phụ tùng xe máy trên sau đó ngọn lửa bốc cháy dữ dội tại tầng thượng kèm theo khói mù mịt. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thị xã La Ghi và nhiều cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng xe chuyên dụng đã tiếp cận hiện trường tham gia công tác chữa cháy. Đến gần 12 giờ ngày 25 tháng 9, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng cứu hỏa tiếp tục phun nước để dập tắt hoàn toàn. Qua rà soát ban đầu, rất may vụ cháy không gây thương vong về người. Với tình hình dịch COVID-19 vẫn đang là dịch bệnh lưu hành với nhiều ca mắc mới. Ngoài việc tiêm vaccine, các biện pháp như khử khuẩn, đeo khẩu trang vẫn được yêu cầu chú trọng. Bộ Y tế vừa đề nghị tăng cường truyền thông các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, trong văn bản do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương ký, ban hành gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, các đơn vị y tế, bộ, ngành hướng dẫn về thông điệp 2K, khử khuẩn, khẩu trang, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác để phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới như sau. Khẩu trang, khuyến khích đeo khi đến nơi công cộng, bắt buộc đeo đối với người có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh COVID-19, các đối tượng trừ trẻ dưới 5 tuổi khi đến nơi công cộng các độ dịch ở mức độ 3 hoặc 4. Áp dụng cụ thể với một số địa điểm đối tượng theo quyết định 2447 ngày 6 tháng 9 năm 2022 của Bộ Y tế. Khử khuẩn, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường tại nơi ở, nơi làm việc, học tập. Đối với vaccine, Bộ Y tế khuyến cáo thực hiện tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và đúng lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp về thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác cụ thể. Sử dụng thuốc theo hướng dẫn của cơ quan y tế, tuân thủ các hướng dẫn chẩn đoán điều trị COVID-19 và khám bệnh khi có các dấu hiệu bất thường sau mắc COVID-19. Sử dụng các ứng dụng công nghệ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Ý thức người dân, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, không phát tán tuyên truyền thông tin xấu, độc, tham gia và tuân thủ các quy định về hoạt động phòng chống dịch của cơ quan chức năng. Các biện pháp khác, theo hướng dẫn của cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền tại trung ương và địa phương, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị lồng kép nội dung truyền thông, thông điệp 2K, khẩu trang và khử khuẩn, vaccine, thuốc, điều trị, công nghệ, ý thức người dân và các biện pháp phòng chống dịch khác với tài liệu hướng dẫn chuyên môn của đơn vị phù hợp với đặc điểm và nguồn lực của địa phương đơn vị. Đồng thời phối hợp với Bộ Y tế và các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động của chiến dịch truyền thông vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh từ nay đến ngày 31 tháng 10 năm 2022. Bão số 4 có tên quốc tế là Noru, hình thành từ vùng biển ngoài khơi đảo Lưu Dông, Philippines. Trước khi tiến thẳng vào đất liền Việt Nam, bão Noru sẽ đi qua càng quét Philippines. Vì vậy, chính phủ quốc gia này đã khẩn cấp sơ tán người dân khỏi khu vực bão đổ bộ. Reuters dẫn tin từ cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Philippines cho biết, siêu bão Nauru tiếp tục duy trì tốc độ gió tối đa khoảng 195 km h với gió giật lên đến 240 km h và dự kiến tiếp tục mạnh lên khi đổ bộ khu vực cách thủ đô Manila khoảng 80 km về phía đông bắc trên đảo Luzon. Philippines thường xuyên bị tàn phá bởi các cơn bão. Các nhà khoa học cảnh báo bão đang trở nên mạnh hơn do hiện tượng nóng lên toàn cầu vì biến đổi khí hậu. Tuy vậy, việc Noru tăng cấp thành siêu bão khi áp sát đất liền là việc rất hiếm gặp. Các cơ quan theo dõi thời tiết lo ngại Noru có thể đạt tốc độ gió tối đa lên tới 205 km h khi đổ bộ, với gió giật còn mạnh hơn. Bão được dự báo suy yếu sau khi quét qua miền trung đảo Luzon trước khi đi vào biển đông vào ngày 26 tháng 9. Noru dự báo sẽ gây mưa lớn kéo dài cùng chiều cường tới 3 mét, khiến mực nước dâng lên đáng kể ở nhiều khu vực trên đảo chính Luzon của Philippines. Giới chức quốc gia Đông Nam Á này những giờ qua tiếp tục sơ tán hàng ngàn hộ gia đình sinh sống dọc bờ biển nhằm đảm bảo an toàn, đồng thời hủy bỏ mọi chuyến phà và các chuyến bay trong vùng nguy cơ. Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines Rodolfo Azurin nói, Chúng tôi yêu cầu cư dân sống trong các khu vực nguy hiểm tuân thủ lời kêu gọi sơ tán bất cứ khi nào cần thiết, và cảnh báo nguy cơ sẽ có thêm những gia đình nữa phải rời nhà cửa đi lánh nạn. Cùng ngày, tờ Rappler dẫn thông báo của cơ quan mạng lưới điện quốc gia Philippines nói rằng, một đường dây điện 230 kV trên đảo Luzon đã dừng hoạt động. Nguyên nhân vụ việc chưa được thông báo nhưng chắc chắn nó sẽ khiến nhiều hộ gia đình mất điện giữa lúc bão đổ bộ. Các cơ quan quân đội, cảnh sát và cứu hộ của Philippines hiện đều được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Nhiều khu vực kiên cố như trường học, trung tâm thương mại được huy động để đón người dân sơ tán khi cần thiết. Nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, Philippines có hơn 7.600 hòn đảo lớn nhỏ. Nước này phải hứng chịu hơn 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm. Bão Noru tấn công Philippines chưa đầy một năm sau khi cơn bão Rai quét qua nước này, khiến hơn 400 người chết, hàng trăm nghìn người mất nhà cửa. Không chỉ Philippines mà trung trung bộ Việt Nam cũng là địa điểm bão đổ bộ trước khi suy yếu. Hiện nay các địa phương đang khẩn cấp sơ tán dân trong vùng nguy hiểm, neo đậu tàu thuyền để tránh bão. Thủ tướng Chính phủ cũng có công văn yêu cầu hoãn các cuộc họp không cấp bách, tập trung ứng phó khẩn cấp với bão Noru. Thủ tướng ngày 25 tháng 9 đã có công điện về ứng phó bão Noru gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Công Tum và thành phố Đà Nẵng và các bộ ngành có liên quan. Cùng với công điện của Thủ tướng chiều cùng ngày ngày 25 tháng 9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng đã chủ trì họp ứng phó bão Naru đang tiến nhanh vào biển Đông với sự tham dự trực tuyến của lãnh đạo 14 tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Bão Naru đang tiến vào biển Đông và sẽ trở thành cơn bão số 4 hoạt động trên biển Đông từ đầu năm năm 2022. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 giật cấp 17. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi vào Biển Đông, bão số 4 có thể vẫn duy trì sức gió rất mạnh cấp 13, 14 giật cấp 16. Khi đến Nam quần đảo Hoàng Sa, khi vào gần bờ có thể vẫn mạnh cấp 12, 13 giật cấp 15. Để chủ động ứng phó kịp thời hiệu quả hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm Bốn tại chỗ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ sau bão dự báo, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động ứng phó phù hợp. Đặc biệt Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đình hoãn các cuộc họp không thực sự cấp bách để tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão lũ tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão mưa lũ, phân công lãnh đạo triển khai lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở, căn cứ diễn biến và dự báo bão. Cùng với đó, ban hành lệnh cấm biển cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn, khẩn trương rà soát kiểm đếm, hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú, bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch. Ra soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ ảnh hưởng của sóng lớn, ngập sâu, sạt lở. Trên tàu thuyền, tại nơi neo đậu, trên lòng bè, tròi canh nuôi trồng thủy hải sản, khu dân cư có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét, v.v. Chỉ đạo hướng dẫn việc chăn chống bão, đảm bảo an toàn nhà cửa, trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Kiểm soát hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trước và trong khi bão đổ bộ và mưa lũ. Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo quân khu 4, quân khu 5 và các đơn vị đóng trên địa bàn ra soát phương án, chủ động triển khai lực lượng phương tiện trang thiết bị, hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, sẵn sàng sơ tán dân cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Các bộ ngành khác theo chức năng nhiệm vụ thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ. Bão Naru là cơn bão mạnh nhất trong 20 năm trở lại đây, đổ bộ vào miền Trung. Chính vì thế có thể thấy sức mạnh của nó là không thể xem thường. Người dân ở miền Trung cần chú ý chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó với bão đổ bộ. Bão Noru với sức gió mạnh, vận tốc khủng khiếp đang tiến dần về phía đất liền nước ta. Vì thế, quý khán giả cần hết sức lưu ý cập nhật thông tin thời tiết thường xuyên để có biện pháp ứng phó khẩn cấp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo